Xin chào các bạn. Vân Nam là một tỉnh nằm ở cực Tây Nam của Trung Quốc với diện tích khoảng 394.000 km2, phần lớn là đồi núi cao, xen lẫn các thung lũng sâu. Diện tích Vân Nam chiếm 4,1% tổng diện tích Trung Quốc và lớn hơn gấp 1,2 lần diện tích Việt Nam. Tỉnh này có ranh giới với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quý Châu ở phía đông, tỉnh Tứ Xuyên ở phía bắc, khu tự trị Tây Tạng ở phía tây bắc. Vân Nam cũng có đường biên giới dài 4.060 km với các nước láng giềng là Myanmar ở phía tây, Lào ở phía nam và Việt Nam ở phía đông nam, giáp với các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang. Từ đây, Việt Nam và Trung Quốc cũng thông thương qua đường chính ngạch Hà Khẩu, Lào Cai. Ngoài ra, trong thời thuộc địa, người Pháp cho xây dựng đường sắt Điền Việt nối thủ phủ tỉnh Côn Minh, Vân Nam với cảng Hải Phòng, Việt Nam. Tuyến đường sắt này dài 855 km, trong đó 565 km trên lãnh thổ Trung Quốc từ Côn Minh đến Hà Khẩu và 390 km nằm trên lãnh thổ Việt Nam từ Lào Cai đến Hải Phòng. Đây là tuyến đường sắt vận tải kinh tế lớn ở khu vực châu Á, thúc đẩy kinh tế mậu dịch ngoại thương Vân Nam tăng trưởng với tốc độ cao. Đồng thời, Vân Nam cũng là đầu nguồn của sông Hồng, con sông chính tạo nên vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Ngoài sông Hồng, sông Mekong cũng chảy qua Vân Nam trước khi đổ ra biển ở đồng bằng Nam Bộ Việt Nam. Trong quá khứ, Vân Nam là một vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời. Khu vực này cùng với tỉnh Quý Châu bên cạnh được gọi là Điền hay Điền Việt trong các tài liệu ghi chép về Bách Việt tộc. Năm 221 trước Công nguyên, Tân Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc và mở rộng quyền lực xuống phía Nam. Các châu, huyện Trung Quốc đã lần đầu tiên được thiết lập tại phía đông, đông bắc của Vân Nam. Đến thời nhà Hán, năm 1009 trước Công nguyên, Hán Vũ Đế đưa quân tiến sâu hơn vào Vân Nam và lập ra quận Ích Châu. Từ đó, Ích Châu có mối quan hệ chặt chẽ với thuộc quận tại Tứ Xuyên ngày nay. Đến thời Tam Quốc, Ích Châu là một phần của nước thuộc Hán Lưu Bị và nổi tiếng với giai thoại 7 lần bắt Man Vương Mạnh Hoạch của Gia Cát Lượng. Sau này, khi nhà thuộc Hán, rồi Tấn của họ Tư Mã suy yếu, quyền lực Trung Quốc tại Vân Nam cũng mất dần đi. Năm 738, Mông Bỉ Lạc Các, thủ lĩnh bộ lạc Mông Xá, theo truyền thuyết là tổ phụ của các sắc tộc Thái Lào, đã lập vương quốc Nam Chiếu tại Vân Nam, với kinh đô tại thành Thái Hòa. Nam Chiếu tồn tại gần 200 năm, trở thành một thế lực hùng mạnh trong khu vực và nhiều lần đánh phá miền Bắc Việt Nam ngày nay. Sau một thời gian cường thịnh, Nam Chiếu diệt vong. Năm 902, quyền thần Nam Chiếu là Trịnh Mãi Tự chiếm đoạt ngôi vị, đổi tên nước thành Đại Trường Hòa. Năm 929, Tể tướng đương triều Triệu Thiện Chính diệt Đại Trường Hòa, lập ra nước Đại Thiên Hưng. Năm 930, tiết độ sứ Đông Xuyên là Dương Cản Hưng diệt Đại Thiên Hưng, đổi tên nước thành Đại Nghĩa Ninh. Năm 937, thủ lĩnh tộc Bạch là Đoàn Tư Bình đã diệt Đại Nghĩa Ninh và thành lập Vương quốc Đại Lý, đóng đô tại thành Đại Lý. Đất nước được ổn định và phát triển cường thịnh trong 300 năm sau đó. Vương quốc Đại Lý khi đó bao gồm các lãnh thổ ngày nay thuộc các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tây Nam Tứ Xuyên, Bắc Miến Điện, Bắc Lào và một số khu vực tại Tây Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, đến sau chiến tranh 1012-1014, vua Lý Thái Tổ, Đại Cổ Việt đã giành được quyền kiểm soát vùng Tây Bắc Việt Nam ngày nay từ tay họ Đoàn, Đại Lý. Đến năm 1253, Đại Lý gặp họa diệt quốc khi người Mông Cổ đánh phá đến mảnh đất này. Các sắc dân Đại Lý phần lớn chạy tản cư xuống Đông Nam Á hiện nay, trong khi vương quốc của mình bị xóa sổ hoàn toàn và trở thành một tỉnh của Trung Quốc từ thời nhà Nguyên, Minh, Thanh đến ngày nay. Tỉnh Vân Nam hiện nay được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chia làm 16 đơn vị hành chính, cấp địa khu, gồm 8 cấp địa thị, thành phố và 8 châu tự trị. 8 thành phố là Côn Minh, Khúc Tĩnh, Ngọc Khê, Bảo Sơn, Chiêu Thông, Lệ Giang, Phổ Nhĩ và Lâm Thương. Trong đó Côn Minh hay có tên gọi khác là Xuân Thành, là thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Đây là một thành phố cổ với hơn 2.400 năm tuổi. 8 châu tự trị là châu tự trị Đức Hoành của người Thái và Cảnh Pha, châu tự trị Nộ Giang của người Lật Túc, châu tự trị Địch Khánh của người Tây Tạng, châu tự trị Đại Lý của người Bạch, châu tự trị Sở Hùng của người Di, châu tự trị Hồng Hà của người Hà Nhĩ và Di, châu tự trị Văn Sơn của người Tráng và Hờ Mông, châu tự trị Tây Song Bản Nạp của người Thái. Đến năm 2018, dân số của Vân Nam là 48,3 triệu người, là tỉnh đông thứ 12 về dân số trên toàn Trung Quốc, tương đương với dân số Hàn Quốc lúc bấy giờ. Dân số của Vân Nam cũng rất đa dạng, trong số 56 dân tộc được công nhận tại Trung Quốc thì có tới 25 dân tộc sinh sống tại Vân Nam,
đưa Vân Nam trở thành tỉnh đa dạng nhất về sắc dân tại Trung Quốc. Ngoài người Hán, khoảng 38,07% dân số trong tỉnh là các nhóm sắc tộc thiểu số như người Di, Bạch, Hà Nhì, Tráng, Thái, Hâm Mông. Về kinh tế, năm 2018, tổng GDP của Vân Nam đạt 1.788 tỷ nhân dân tệ, tức 270,2 tỷ USD, tương ứng với GDP của Phần Lan. Vân Nam có chỉ số GDP đầu người xếp thứ 30 trên 31 tỉnh thành Trung Quốc, đạt 37.160 nhân dân tệ, tương ứng với 5.612 USD. Nhìn chung, Vân Nam được xếp hạng là một tỉnh miền núi, tương đối chậm phát triển và bị tụt hậu so với khu vực phía đông của Trung Quốc, với tỷ lệ dân số lâm vào cảnh nghèo khổ cao hơn các tỉnh khác. Mặc dù Vân Nam giàu tài nguyên thiên nhiên và có đời sống thực vật đa dạng nhất ở Trung Quốc, Vân Nam là tỉnh đứng đầu Trung Quốc về các loại khoáng sản chứa kẽm, chì, thiếc, cadmi, indi, kali và crocidolite. Vân Nam cũng được biết đến là vương quốc của thực vật, động vật và các kim loại màu cũng như các loại cây thuốc. Tỉnh Vân Nam cũng được xác định là nơi khai sinh ra trà, là khu vực đầu tiên mà con người sử dụng lá trà để ăn hoặc pha như ngày nay. Về nông nghiệp, chỉ có khoảng 5% diện tích toàn tỉnh có thể canh tác, chủ yếu là trồng lúa trên ruộng bậc thang, một số loại cây lương thực khác như ngô, khoai, đậu. Ngoài ra, cà phê, các loại hoa, chè, mía, thuốc lá và bông cũng được trồng nhiều tại đây. Bốn ngành kinh tế trụ cột của Vân Nam là sản xuất thuốc lá, các chế phẩm sinh học, khai thác mỏ và du lịch. Trong đó, du lịch là ngành nổi tiếng nhất của Vân Nam với những danh lam như Lệ Giang, Đại Lý, Côn Minh, Tây Song Bản Nạp. Ngoài ra, thủy điện cũng có tiềm năng rất lớn tại Vân Nam với 6 con sông lớn chảy qua là sông Mekong, Trường Giang, Châu Giang, Hồng Hà, Than Quyên, Irrawaddy. Thủy điện tại đây đóng vai trò then chốt trong dự án truyền tải điện Tây Đông. Sản xuất điện ở Vân Nam chủ yếu được vận chuyển đến Quảng Đông. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu các bạn cảm thấy thú vị, đừng quên subscribe kênh và nhấn theo dõi để tiếp tục đồng hành với kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.